Vẫn vậy thôi các bác ơi, em còn vài xe, vài mã nên là em lại cứ thông báo và giới thiệu tiếp cho các bác để các bác có thể cân đối và tham khảo các bác nhá. Ở đây là chiếc xe Peugeot 302008 phiên bản GT-Line, sản xuất và đăng ký 2022. Xe chạy 3 vạn cây số các bác nhá. Con xe này thì em bao check hãng với bao check test ở bên cơ sở thứ ba nên là các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề chất lượng các bác nhá. Đó. Giá bán của chiếc xe này là 665 triệu các bác nhá. Em rút hồ sơ cầm tay rồi. Ở đây là chiếc VinFast Fadil sản xuất và đăng ký 2020 bản bay, xe chạy 5 vạn xịn các bác nhá. Cam kết với các bác là chiếc xe này như mới, giá bán là 305 triệu các bác ạ. Con mini này thì vẫn vậy, xe thì cũng vừa chơi vừa bán. Hơn 400 các bác ạ. Bác nào mà khớp nhạc được với chiếc xe này thì các bác ới em mọi người nhá. Ở đây là chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.5G sản xuất và đăng ký 2018. Xe chạy 4 vạn cây số, em cam kết với các bác về tất cả cái chiếc xe này là không có bất cứ một cái chiếc xe nào lỗi cả các bác ạ. Chiếc xe này mua mới đắt lắm các bác nhá. Bây giờ em bán là 465 triệu các bác nhá. Đó. Bên cạnh đây là chiếc xe Mitsubishi Xpander 1.5 Luxury. Bên cạnh đây là chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất và đăng ký 2020 1.5 Luxury. Con này của em thì nó sản xuất 20 nhưng mà form của 21 các bác nhá. Màu trắng chạy 6 vạn cây số, em bán là 501 các bác ạ. Màu trắng mọi người nha, số tự động. Còn Yaris này là màu đỏ nội thất kem. Con Yaris này các bác ạ, ở thời điểm mua mới của nó là tổng lăn bánh hơn 700 triệu của mọi người. Đắt cực kỳ đắt luôn. Con Fadil này các bác này. Con Fadil này thì thật sự là bác nào mà đang muốn mua xe đẹp ấy mọi người thì các bác phải cân đối cái chiếc xe này của em, cứ ngó qua chiếc xe này của em mọi người nhá. Em cam kết với các bác là cái chiếc xe này nó có 5 vạn xịn thôi. Đó, xe đẹp lắm các bác ạ, tức là cái xe nó thật sự là đẹp. Mới, cực kỳ mới, từ ghế, nội thất, sơn si, máy móc, gầm bệ, tất cả mọi thứ rất ok các bác nhá. Xe đã lên màn hình Android rồi này. Đó, camera hành trình đầy đủ các bác ạ. Con xe này thì em cũng cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Các bác nào mua là sẵn sàng tiền thôi các bác nhá. 305 triệu các bác ạ. Ghế sau này gần như không có người sử dụng đến chi đâu các bác. Táp lô, táp ly của nó rất là sạch, đẹp, không xước sát các bác nhé. Còn có Peugeot này cũng vậy này các bác này, như mới tinh mà mọi người. Con này là 2008 phiên bản GT-Line các bác nhé. Ghế đây, mới tinh các bác ạ. Mọi chi tiết trên xe gần như là mới tinh các bác nhé, như một chiếc xe mới luôn. Bây giờ các bác đỡ mua chiếc xe này này mọi người này, là em tính qua qua cho các bác đỡ được khoảng 190 triệu cho đến 200 triệu đấy các bác ạ. Nên là bác nào mà đang muốn mua xe mới á thì các bác là phải cân đối chiếc xe này mọi người nha. Quá đẹp đúng không các bác? Cái con này đi hay lắm mọi người. Nó được trang bị động cơ 1.2 turbo, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Đó. Cảnh báo lệch làn đường, cruise control các thứ đầy đủ các bác nha. Lốp liền đời theo xe, lốp bút ria mọi người. Đó. Đèn pha đin này mới đét luôn các bác ạ. Con mini này thì có vậy thôi các bác ạ, sản xuất 2010, hơn 400 triệu cơ. Bác nào phải khớp nhạc thì mới chơi được xe này các bác ạ. Em vừa đi em vừa bán, chơi mọi người, sẽ chơi mà các bác. Bác nào hợp lệnh chiếc xe nào các bác alo em mọi người nhá. Em cảm ơn các bác.